Tiếp tục đến với diễn biến trận chiến của Sử Lè Khắc Thất Quái với Thâm Hải Ma Kình Vương. Thâm Hải Ma Kình Vương đã hóa thành hình người, sau đó phóng ra đợt công kích. Đợt tấn công diện rộng này làm cho Đới Mộng Bạch cũng cảm thấy rắc rối, chẳng biết nên tránh né như thế nào. Đường Tam thì vùng tam so kích đánh ra chiêu vô định phong ba ngăn cản, vốn dĩ chiêu này dùng để hạn chế hành động của người khác. Vậy nhưng từ sau trận chiến với Thiên Nhận Tuyết, sự hiểu biết của hắn về chiêu thức đã tăng lên. Chứng kiến kỹ năng của mình bị hóa giải, Thâm Hải Ma Kình Vương vô cùng bất ngờ. Giờ này chưa từng có ai có thể hóa giải lôi châu của hắn một cách nhẹ nhàng như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên. Tiểu Bạch thì cảm thấy kinh ngạc. Lần này gặp lại, thực lực Đường Tam đã mạnh hơn trong dự tính của nàng ta rất nhiều. Đường Tam yêu cầu Vinh Vinh tăng phúc cho đồng đội. Thâm Hải Ma Kình Vương thấy vậy, tiếp tục ngưng tụ chiêu thức. Lực lượng tập hợp vào một cái đầu lâu rồi huyễn hóa thành hai quả chùy sắc nhọn. Như vậy xem ra tên kia bắt đầu chơi thật rồi. Đường Tam chủ động lao lên đánh chính diện với tên kia. Chỉ có đánh cận chiến mới có thể phát huy tối đa sức mạnh công kích của cường giả. Hai người nhanh chóng lao vào nhau, bóng hình hai thân ảnh vai chạm nhau cùng tiếng vũ khí vang lên liên tục. Song chùy của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không bình thường, có thể giằng co trực diện với tam so kích. Nếu chẳng may bị đập trúng thì Đường Tam có thể bị biến thành bún. Đường Tam thoát ẩn thoát hiện công kích, tên kia ngăn chặn toàn bộ và đẩy lùi hắn ra xa. Đường Tam điều khiển bát chu mâu tấn công, vậy nhưng vẫn không chiếm được ưu thế. Hắn cảm thấy song chùy của đối thủ mặc dù tấn công không theo bài bản, vậy nhưng uy lực lại vô cùng mạnh, tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa, mỗi chùy vung ra đều để lại năng lượng vô hình ở xung quanh, giống như bệ một cái lưới lớn. Chỉ là bây giờ phát hiện thì đã quá muộn rồi. Thâm Hải Ma Kình Vương đánh ra một luồng lôi điện kết nối tất cả các đốm năng lượng ở trên khung bao vây Đường Tam ở bên trong lại. Vốn dĩ Đường Tam vẫn luôn có cơ hội thoát khỏi công kích của Thâm Hải Ma Kình Vương, vậy nhưng lại chần chừ không làm như vậy. Chờ cho khi tên kia tung ra chiêu thức thì mới rời đi. Mục đích hiển nhiên là để bào mòn thể lực của đối thủ. Sau đó mượn hãn hải hộ thần cháu ẩn thân ra ngoài. Tuy thoát thân thành công, vậy nhưng Đường Tam cũng đã tiêu hao rất nhiều hồn lực. Hắn muốn mọi người tiếp tục theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó. Không nhìn thấy Đường Tam ở đâu, Thâm Hải Ma Kình Vương vô cùng phẫn nộ, điên cuồng vung rìu yêu cầu hắn ló cái đầu ra đây. Các thành viên khác chủ động lao lên tấn công cầm chân địch. Tiểu Vũ là người đi đầu tiên, điều này làm cho lão ta tức giận. Gã ném ra cây chùy về phía Áo Tư Tạp và đẩy lùi bọn họ về sau. Họ tiếp tục lao lên cầm chân địch, tuy nhiên đòn đánh của Thâm Hải Ma Kình Vương đều vô cùng chí mạng. Vậy nhưng sử dụng quá nhiều thì thể lực cũng bị tiêu hao, cảm giác rằng lão ta đã xuống sức. Sau một hồi bị chọc giận thì lão cũng sử dụng ra chiêu thức, ngưng tụ ra rất nhiều cái xúc tu. Cùng lúc này, Mã Hồng Tuấn đã đem hỏa diễm Phượng Hoàng dung nhập vào trong bát chu mâu. Hắn đứng dậy giải cứu các đồng đội rồi lao lên, vậy nhưng giữa đường lập tức bị chiêu thức của đối phương ngăn cản. Lão điều khiển nước biển tạo thành một cái lốc xoáy cuốn Đường Tam vào bên trong. Đường Tam đành phải chơi liều bằng cách tạc khoản 6 cái hồn hoàn của Hạo Thiên Trùy nhằm gia tăng sức mạnh để đối chọi với đoàn tấn công của Thâm Hải Ma Kình Vương. Thân ảnh hai người lao vào nhau chiến đấu kịch liệt. Lần này Đường Tam đã chiếm được ưu thế, vậy nhưng lão ta vẫn không bỏ cuộc. Kết quả của sự cố chấp này là bị đánh bay xuống biển. Lão thừa nhận, sức mạnh của Đường Tam vừa đánh ra quả thật vô cùng đáng sợ, khiến cho lão giống như là quay về lại năm đó, lúc đối mặt với Hải Thần. Tuy nhiên, đối thủ lần này lại không phải là Hải Thần mà là nhân loại. Cho nên Thâm Hải Ma Kình Vương vẫn tin rằng mình vẫn còn có cửa thắng. Lão ta liều mình dùng nội đan để gia tăng lực lượng. Ngay lập tức lão ta cũng vùng dậy, không những được tăng cường sức mạnh mà độ máu chiến cũng được tăng cao. Đường Tam nhận ra tên kia lần này đã sử dụng hết nội tình tu vi của mình để bộc phát sức mạnh. Đây chính là một kích chí mạng. Đòn công kích nhanh chóng lao về phía Đường Tam. Dù đám người Sử Lè Khắc Thất Quái không tham chiến, vậy nhưng bọn họ vẫn bị khí thế chèn ép cho không thở nổi. Họ nhận ra thực lực của tên kia đã tiếp cận thần cấp, vậy nhưng thực lực của Đường Tam cũng đã đạt tới thần cấp. Đạt tối đa rồi nên cử bỏ lưu lý tháp của Vinh Vinh không thể phụ trợ được nữa. Đường Tam lấy ra sát thần lĩnh vực đóng băng nước biển xung quanh lại, khiến uy lực của Thâm Hải Ma Kình Vương suy giảm. Lão ta và Đường Tam lần nữa lao vào nhau, uy lực vai chạm lần này còn lớn hơn những lần trước. Hạo Thiên Trùy đối mặt với song trùy, đây chính là đòn sức mạnh lực lượng cơ thể. Đường Tam càng đánh càng hăng, Thâm Hải Ma Kình Vương bị ăn hành ngập mồm và bị một trùy bổ thẳng vào ngực, khiến thân thể đâm xuống dưới đất. Không để cho đối phương có cơ hội trở mình, hắn lập tức sử dụng hỏa diễm của Phượng Hoàng mà Mã Hồng Tuấn đã áp xúc vào bát chu mâu, đốt cho lão ta ngu người. Sau đó hắn lại phóng ra ám khí bồ đề huyết, đứng vị trí thứ hai trong Huyền Thiên Bảo Lục. Ám khí xâm nhập vào cơ thể và nổ tung. 9 lần phát nổ đó khiến cho lục phủ ngũ tạng của Thâm Hải Ma Kình Vương tàn nát. Đến đây thì kết quả của trận chiến cũng đã có, mặc dù Đường Tam giành được chiến thắng, vậy nhưng bản nãy đã sử dụng tạc hoàn cùng tiêu hao quá nhiều sức lực nên suýt chút nữa ngã xuống.
Bây giờ, hắn phải hấp thu và đem năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương truyền cho mọi người, có thể trợ giúp cho bọn họ tăng cấp hồn lực. Đường Tam cũng ngồi xuống hấp thu để hồi phục thể lực, sau đó mới tiến hành thu thập hồn hoàn của tên kia. Bởi vì đẳng cấp của Thâm Hải Ma Kình Vương quá cao, cho nên uy lực hồn hoàn cũng quá mạnh. Lực lượng mà hồn hoàn bạo phát ra khiến cho nước biển sôi trào. Đối với Đường Tam, đây chính là cơ hội tốt, vì thành tựu thần vị, dù khó khăn đến đâu thì hắn cũng không sợ hãi. Tập phim tới đây là hết rồi, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!